chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Từ nay đến đầu tháng 11, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo trong thời kỳ từ ngày 11 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11, bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông 1,9 cơn, trung bình nhiều năm đổ bộ 0,8 cơn. Đặc biệt, trong thời kỳ dự báo, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Ngoài ra, ở khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo mưa dông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, trong thời kỳ dự báo, từ ngày 11 tháng 10 đến mùng 10 tháng 11, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, dông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Ngoài ra, mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Dự báo các khu vực ngày 12 tháng 10. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày có mưa rào rải rác, có nơi có dông, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 12 tháng 10, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 12 tháng 10, có mưa rào, dông rải rác. Phía Nam tối 11 và chiều tối 12 tháng 10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều mai có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều 12 tháng 10, có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Bão số 4 tan, lại lo ngập lụt, sạt lở. Mưa lớn kéo dài sau bão số 4 khiến nhiều địa phương ở vùng hạ lưu các con sông tại miền Trung đối mặt nguy cơ ngập lụt. Chiều 19 tháng 9, bão số 4 đã đổ bộ đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh thành miền Trung có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, nhất là các huyện miền núi. Tại khu tái định cư Bản Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, do mưa lớn những ngày qua, một số vị trí có dấu hiệu sạt lở đất. Trong ngày 19 tháng 9, để bảo đảm an toàn, địa phương này đã tổ chức di rời 4 hộ trên 15 khẩu ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống. Hoạt động này đang tiếp tục triển khai.
Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của bão lũ. Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục theo dõi, có kế hoạch di dời dân khi cần thiết. Các hồ đập phải bảo đảm an toàn, vận hành phù hợp theo diễn biến phát sinh. Tàu thuyền đã vào tránh trú bão, phải chờ khi có thông báo thời tiết an toàn mới được ra khơi trở lại, ông Đồng nói. Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn qua sông, suối ở các huyện miền núi Đắk Rông, Hướng Hóa bị ngập sâu 0,3 đến 1 mét. Lực lượng chức năng phải rào chắn, chốt trực, không để người dân, phương tiện đi qua. Một số thôn, bản tại huyện miền núi Hướng Hóa có dấu hiệu sạt lở. Các lực lượng đã sơ tán nhiều hộ dân để bảo đảm an toàn. Tại Quảng Bình, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống nhiều bản, làng của các khu vực miền núi bị cô lập và chia cắt. Lực lượng bộ đội biên phòng tại các đồn biên giới đã phối hợp với chính quyền địa phương, cắm biển báo, cắt cử lực lượng ngăn người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết, đề phòng nguy hiểm. Theo ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, dự báo mưa lớn sẽ kéo dài, tiềm ẩn xảy ra lũ lớn tại các vùng hạ lưu. Mưa to đã làm mực nước tại nhiều con sông, suối dâng cao, cùng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều địa phương ở vùng hạ lưu các con sông lớn đối mặt nguy cơ ngập lụt, đặc biệt là tại các huyện ven biển và vùng trũng thấp. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện phương châm 4 tại chỗ để tiếp tục ứng phó với diễn biến phức tạp của bão lũ. Tại Quảng Nam, sau 2 ngày xảy ra mưa lớn trên diện rộng, trời đã ngưng mưa, nhiều thời điểm có nắng nhẹ. Theo báo cáo của một số địa phương, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số khu vực ở miền núi bị sạt lở, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng giao thông, trường học nhưng không gây thiệt hại lớn. Theo thống kê, tỉnh Hà Tĩnh hiện có 348 hồ chứa thủy lợi, tổng dung tích chứa trên 1,57 tỷ mét khối nước và 86 đập dâng, lưu lượng thiết kế hơn 5.780 mét khối trên giây. Mặc dù những năm qua, Trung ương và tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều công trình nhưng các hồ chứa nước hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn. Tại huyện Hương Khê, hiện có nhiều hồ đập ở trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước phục vụ sản xuất, điển hình như đập Trạm tại xã Hương Thủy. Hiện tại, hai bên tràn xả lũ bị sói lở, nhiều vị trí ở thân đập bị thấm nước, nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Đập Khe Cọi tại xã Hà Linh cũng xuống cấp, gây bất an. Chính quyền xã Hà Linh vừa huy động nhân dân khắc phục tạm bằng cách đóng cọc tre, dùng bao tải chứa đất đắp lại. Theo ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh, chính quyền đã đề xuất một dự án kè đập kiên cố và đề xuất này đã được đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra để xem xét, quyết định. Theo ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê, trên địa bàn có 26 hồ đập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ. Qua kiểm tra, huyện đã chỉ đạo chính quyền cấp xã huy động nhân lực, vật lực tiến hành tu sửa, gia cố tạm thời để trước mắt bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ. Đối với hồ dung tích chứa lớn mà bờ đập xuống cấp nặng, chúng tôi đã chỉ đạo địa phương, đơn vị không tích nước hoặc chỉ tích nước ở mức thấp, ông Kỳ nói. Ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh thông tin, toàn tỉnh có 51 hồ đập xuống cấp cần được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên do ngân sách khó khăn, trước mắt các địa phương khắc phục tạm thời đối với những hồ đập xuống cấp, đồng thời hạn chế tích nước ở công trình xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.